Oi. Minh Chiến đây là Vương Chiến, Vương Chiến, Vương Chiến này, Ngọc Chiến này. Đây chỗ này bị đông hết rồi. Thấy bảo nó cái chiến thì là nặng mà gần như là đây này, anh mất, này này. Mất trắng hết này, đây này. Đấy, mất trắng hết này. Đấy. Tại sao lan ở tận đây nhỉ? Khiếp nhỉ? Khiếp. Nhưng ý anh nói là mọi lần ấy thì nó chỉ là bé bé như kia đúng không? Thì chưa bao giờ năm nào nó chạy ra đây, chưa bao giờ thể chạy ra đây được đúng không? Tràn cả cái ô này, ui dồi ôi. Thế cảm giác nếu mà chỗ này mà nó cả một cái ô này thì nước nó ngập thế này thì khủng khiếp lắm nhỉ. Nó băng hết cả băng lên cái đường này các bạn. À cả cái đường này đúng không? Khủng khiếp luôn. Những cái viên đá to như thế này mà trôi xuống khủng khiếp quá. Chỗ này chắc là chạy được báo trước anh Hào thôi. Vậy em hôm trước em hỏi nó giải thích nhưng mà may còn mới nhà này kiên cố đấy. Không phải trừ cái gì cả. Được chưa anh? Ngập rồi chứ không bị quét. Quét ở ngoài đúng không? Cây cái nhập cổ cổ được dừng xe đây cô ấy thôi. Đây đi một bản rồi. Đây là đây trong góc này là mất lý rồi. Đúng giờ rồi. Liệu đây có phải đá trôi không hay là cũ của ta? Đá trôi đầy nó đây nhỉ? Ô lý nhỉ? Đâu lắm cũng nhỉ? Kinh hoàng thật nhỉ?
À đúng. Trồi nó to lên. Vâng, nó chỉ là cục cục cái thôi, cục to này thì không không xuống được. Ờ. Còn cái đá to kia, cái đá to kia, người ta làm nền kia. Chính là đá to là cái nền của cũ người ta kìa. Nền. Đấy, nền của người ta đấy, người ta bê về chứ nào, hay là tự nhiên không biết. Rộng này. À đây à. Nước ngập ở đây luôn á. Ở qua đây luôn á. Ôi dồi. Lượng nước ở đâu mà khủng khiếp thế. À nó cục đấy. Tặng anh một viên nào, chúng chọn tặng anh viên đi. Này. Dạ. Tặng anh viên nào, viên xanh nhá. Dạ. Viên nào đẹp đấy nhá. Ta làm tìm một viên để cho vào ấy, cho vào bể, bể cá. Khủng khiếp nhỉ.
Cái này làm gì? Đồ rổi. Ờ đẹp đấy. Ôi. Đẹp đấy. Đang làm này góp thôi. Góp. Này, như xình đi. Nó xanh à. À. Cái cây này nhiều nhỉ ở đây. Ít cây mà có. Đẹp chưa anh ơi? Anh có biết làm này. Anh quay trên đầu đấy. Đấy, đang quay đây. Nhớ mỗi cái người hôm nhau. Đẹp vui chứ mỗi nhiều cái này không biết là lấy cây nào. Đẹp rồi. Bộ này đun thôi. Bộ này đun thôi. Cây to nở ngay. Mấy bữa cơ mà người ta làm mấy quả lục bình là được đúng không? Từ mấy hôm trước là chắc là lấp hết cả cái đường đi ấy nhỉ? Đấy. Đang xẻ cái đây này. Đâu? Bỏ này mà họ xẻ được chỗ. Đang đánh dấu, bây giờ không vác được đánh dấu. Em làm vài phút phải làm. Không, bây giờ ngửi ấy. Các đồng kia kia đến ngửi ấy. Ngửi ngửi ấy. Ngửi xem gỗ đấy nha. Ngửi gỗ. Ok, đẹp chưa này? Đây này dài này. Ngũ sổ cái này to nhá. Ngày xưa mình cứ đi vác củi. Vác cây ngay tí. Còn đi 5 cây vào 5 km vào xong đá tay mèo. Hòa Bình. Hòa Bình Sơn La. Vâng. Đâu à bắt
Không đi được. Trẻ nó xông pha chứ già thì đi sao được. Ui. Xuống nha, xuống nó nhận xuống. Sập cầm xuống xe bớt đi. Không, bây giờ đi được rồi đấy, nhẹ xe mà. Không lùi được à? Đi được. Chơi rồi. Xe bốn chỗ đã vào được, không vào được. Bánh kia rồi con ơi. Lỗ khổng thật khủng khiếp luôn, đường xé. Mất là có cái tre à? Thế nghe là ba người mất ở chỗ này à? Ôi dồi ôi. Ôi. Những cái người là mất ở đây thì người ta cắm cái que đấy à? Ai à, hồi về đây à? Thế thì chỗ này cũng 4-5-6 người chết đấy. Bất sơ rồi. Mất thiệt trên đây. Cơm của bộ đội thôi, học viên, bên này, bạn, ba mình, wow.
đâu đâu cũng người mất đâu đây, nhiều người mất không như chỗ này khả năng người đất đấy cái này người đang người đất đất kia đất cao rồi ở nó vàng chưa to người ta đang dừng lại dừng lại. Đây là các bà con đang dựng lại nhà. À đây là lán thôi chứ phải là nhà. Khả năng là lán thôi. Cái chỗ kia mà đống nhà là đi à. Cái chỗ kia mấy cái nhà mà sát sát là đi hết rồi, rơi hết luôn. Đấy. Đấy này nhà người ta này, đúng không? À, nhà vườn chứ thứ gì đi hết. Chung quá, mà chỗ đấy chung quá. Còn bên kia là sàn nữa. Và đây là tập xoài. Trên cái bờ nhà họ ở chỗ kia mà dưới nó cao cũng như thế cơ mà. Biển. Ôi xưa nhỉ, đá nó văng ở đây mà văng hẳn ra bản nữa. Chính đỏ nước ngập hết xuống đây, đúng không? Tràn lan mà. Tràn lan luôn. Quá hoảng. Chạy đi đâu, đúng thật đấy. Bây giờ không biết chạy đi đâu thật. Bây giờ cứ mông manh như này thì chạy đi đâu. Chạy đến đồi thì vách kia làm sao mà trèo được, đúng không? Đây là các hộ dựng lán, lán tạm đây đúng không? Đây là lán tạm cho các hộ đây. Cho đồ chạy đỗ cho mọi người đỗ đây đi xong rồi lại xuống cho anh để xe quạt vào xuống đi xuống đây luôn rồi đỗ stop đây à. Anh đỗ sát luôn trên này này đỗ rộng rộng này anh đỗ trên cái chỗ vắng đi để cho tí nữa mọi người đến mọi người đỗ đấy chỗ rộng này đấy hết điểm đi chỗ rộng này được không ui dồi thích rồi thích chỗ vắng cho nhẹ quang cảnh của các bản đã bị nước cuốn trôi. Hiện giờ đoàn đang phát quà cho hỗ trợ đồng bào. Đây là toàn bộ lán trại dịch tạm.